Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi series học tiếng Anh cùng Trịnh Vân Anh theo phương pháp shadowing. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài Diamonds là kim cương ạ. Chúng ta sẽ cùng học 6 cụm từ nói về Diamonds này nhé. Cụm từ đầu tiên ạ, đó là Diamonds are a girl's best friend. Tức là gì? Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ, tức là vật bất ly thân của phụ nữ đấy ạ. Cụm từ thứ hai đó là sparkling, là lấp lánh, kim cương lấp lánh. Cụm từ thứ ba đó là từ diamond wedding ring, tức là gì? Nhẫn cưới bằng kim cương ạ. Cụm từ thứ tư đó là từ smallish diamond, tức là gì? Kim cương bé xíu ấy, cái viên kim cương nhỏ nhỏ thôi ạ. Và cụm từ thứ năm đó là từ huge diamonds, tức là gì? Cái viên kim cương khổng lồ ạ. Và cụm từ thứ sáu, cụm từ cuối cùng đó là từ diamond certificate, tức là cái giấy chứng nhận là kim cương xuất xứ từ nước nào ạ. Và chúng ta sẽ cùng áp dụng 6 cái cụm từ vừa được học về diamond để có thể nói được 1 phút về chủ đề diamond trong kỳ thi IELTS speaking nhé. Câu đầu tiên ạ, chúng ta sẽ nghe một cái gì? A famous song, là một cái bài hát nổi tiếng mà có nói rằng là diamonds are a girl's best friend. Và is that true? Là điều đó có đúng không ạ? All women. Từ phụ nữ, bình thường một phụ nữ sẽ là a woman, tuy nhiên nhiều phụ nữ sẽ là women. Và all women, tức là tất cả những người phụ nữ ạ, đều like diamonds, tức là đều rất thích kim cương ạ. Và beautiful, tức là chắc chắn là kim cương đẹp rồi ạ. Especially là gì? Đặc biệt là khi mà bạn thấy chúng là sparkling, là lấp lánh á. But, nhưng mà really, thực ra là only, chỉ duy nhất ạ. Rich people, tức là những cái người giàu có thì có thể afford, tức là có đủ tiền, có đủ khả năng để chi trả mua diamonds, mua kim cương ạ. When, khi mà I bought, khi mà tôi mua. Từ bought là quá khứ của từ buy. Các bạn cần biết ba cột của một động từ, đó là từ buy, bought, bought. Khi mà tôi mua my wife, tức là cho vợ của tôi á, wedding ring là nhẫn cưới á, thì we could, chúng tôi chỉ có thể đủ khả năng là only afford, tức là gì? Chỉ đủ khả năng chi trả là a smallish diamond, tức là một cái viên kim cương bé xíu đấy ạ. Tức là một cái nhẫn kia mà có một đính một cái viên kim cương bé xíu thôi ạ. Và beautiful rings là gì? Những cái nhẫn rất là đẹp ấy. In the store, là trong cửa hàng ạ. With huge diamonds, với những cái viên kim cương rất là khổng lồ á. But, nhưng mà they all cost an arm and a leg. Tức là gì? Cost an arm and a leg là một cụm cố định ạ. Là bằng expensive, tức là really really expensive, vô cùng đắt đỏ. Đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Anh nên các bạn sẽ không dịch chi tiết vào từng từ mà các bạn sẽ học cả cụm luôn ạ. Từ cost là trị giá, arm là cánh tay, leg là chân, tức là đắt giá cả như cả chân cả tay ấy. Tuy nhiên là đây là thành ngữ, chúng ta chỉ cần dịch là cực kỳ đắt đỏ thôi ạ. Và one day, tức là một ngày, thì một ngày nào đó trong tương lai ấy, I'll buy, tôi sẽ mua a big diamond, một cái viên kim cương rất là lớn ạ, as a surprise, tức là như một sự bất ngờ dành cho vợ tôi ạ. Nowadays, ngày nay thì have to, cộng động từ giữ nguyên, tức là phải làm gì ạ. Worry là lo lắng ạ. Where là ở đâu ạ. Come from là xuất xứ từ ạ. Suy ra là where diamonds come from, tức là những cái viên kim cương sẽ xuất phát xuất xứ từ đâu ạ. Và many countries, rất nhiều quốc gia, sell diamonds, tức là bán kim cương ạ. To buy là để mua, guns and tanks, tức là gì? Súng, để mua súng và xe tăng ạ. Và vì vậy chúng ta sẽ có một cái gì? Accord, tức là những cái viên kim cương này á, sẽ được gọi là blood diamonds. Blood là máu á, tức là gì? Những cái viên kim cương máu á. Bởi vì những cái quốc gia mà chỉ có kim cương thế thì họ bán kim cương đi để họ mua xe tăng và
và mua súng để là chiến tranh ấy, chiến tranh với các quốc gia khác, nên là những cái viên kim cương này gọi là những viên kim cương chiến tranh, những viên kim cương máu á. Và if, nếu mà you buy a diamond, nếu mà bạn mua một viên kim cương á, thì hãy make sure, hãy đảm bảo chắc chắn rằng là cái viên kim cương đó có một cái a certificate, tức là một cái giấy chứng nhận ạ. So, vì vậy là you know, bạn sẽ biết được là which country, đất nước nào mà it came from, là nó xuất phát từ. Và từ came là quá khứ của từ come. Các bạn cần biết ba cột của động từ come, đó là come, came, come, tức là xuất phát từ đâu ạ. Giống trong câu là where do you come from ấy, tức là bạn đến từ đâu ạ. Và chúng ta sẽ dịch toàn bộ cái bài Diamonds này sang tiếng Việt nhé. Là gì, có một cái bài hát rất là nổi tiếng mà nói rằng là kim cương là người bạn thân thiết nhất của mọi cô gái á. Và điều đó có đúng không ạ? Tất cả phụ nữ đều thích kim cương hay sao? Chắc chắn là những viên kim cương thì rất đẹp, đặc biệt khi mà bạn thấy chúng lấp lánh á. Nhưng mà thực sự thì chỉ có người giàu có thể đủ tiền mua kim cương ạ. Khi mà tôi mua cái nhẫn cưới cho vợ tôi ấy, thì chúng tôi chỉ có thể là chi trả một có để đủ tiền để mua một cái viên kim cương bé xíu thôi ạ. Và rất nhiều những cái viên những cái nhẫn rất là đẹp ở trong cửa hàng với những cái viên kim cương khổng lồ, nhưng mà chúng tất cả đều rất là đắt đỏ. Một ngày nào đó tôi sẽ mua cho vợ của tôi một cái viên kim cương lớn như là một sự bất ngờ ạ. Và ngày nay thì bạn phải lo lắng về việc là kim cương được xuất phát từ đâu ạ? Bởi vì rất nhiều đất nước ấy, thì sẽ bán kim cương để mua súng và mua xe tăng ạ. Những cái viên kim cương này được gọi là những viên kim cương máu ạ. Bởi vì là nó dùng để trao đổi để mua súng và xe tăng để phục vụ chiến tranh ạ. Và nếu mà bạn mua một cái viên kim cương ấy, thì hãy đảm bảo chắc chắn là cái viên kim cương đó phải có cái giấy chứng nhận. Vì vậy bạn có thể biết là cái quốc gia nào mà cái viên kim cương này có xuất xứ từ đó ạ. Và chúng ta sẽ shadowing toàn bộ cái bài Diamonds này sang tiếng Anh nhé. There's a famous song that says diamonds are a girl's best friend. Is that true? Do all women like diamonds? They are certainly very beautiful, especially when you see them sparkling. But really, only rich people can afford diamonds. When I bought my wife's wedding ring, we could only afford a smallish diamond. There were lots of beautiful rings in the store with huge diamonds, but they all cost an arm and a leg. One day, I'll buy her a big diamond as a surprise. Nowadays, you have to worry where diamonds come from. Many countries sell diamonds to buy guns and tanks. These are called blood diamonds. If you buy a diamond, make sure it has a certificate so you know which country it came from. Các bạn vừa mới học xong bài Diamonds trong chuỗi series Học tiếng Anh cùng Trịnh Vân Anh theo phương pháp Shadowing. Nếu mà các bạn thấy video vừa rồi bổ ích ấy, đừng quên bấm like và subscribe bên dưới nhé. Tôi là Trịnh Vân Anh tiếng Anh.